không và xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến trên kênh của mình. Ngày hôm nay thì hôm nay mình sẽ thực lực cái gì thì trước khi đủ video quả nhất là trên một like mình xem kỹ nha. Thế quái nào thì mình cũng không hiểu tại sao nó lại lấy cái khuôn rồi, nó lấy cái khuôn của cái ấy coi là nó lấy cái khuôn của cái kiếm băng. Thế là mình phải ngồi mình xóa đi, hơi tốn thời gian một tí nhưng mà không sao quá đã. Hơi áo mặc Canada, Australia, California quá. Thế quái nào lại lấy cái khuôn của kiếm băng như thế nào bớt đây. Thế em xóa bớt đi, đây là lên nó mới được như thế này đấy các bạn. Chứ không nhìn nó xấu kinh khủng hơn đây. Con này nhìn chiến phết đấy các bạn. Đấy con giàn boss đấy các bạn. Đấy à, tay đổ luôn các bạn. Rồi tay đổ luôn, không thể thay rồi, không thể để mãi một chỗ được các bạn. Đấy rồi. Đây các bạn ơi, thay đổi đây ta. Đây nhá, mặc cho bọn này skin macaron này đấy chứ. Skin macaron luôn lắm, hôm xuống đây ngày đang mắng lắm rồi. Không biết nữa, không biết, không biết nữa, không biết nhớ. Ok quá đời nào. Đã đến lúc chịu rồi, gian macaron ra đấy. Và bên mình sẽ chịu rồi, gian bot đấy. Chủ ơi, gian bot macaron nhất bạn rồi. Đấy chết rồi đấy. Đây rồi, đây rồi. Hiệp boy. Và sẽ solo kill với cả. Gọi là đâu rồi ta. Chết rồi, quên giảm tốc độ tấn công đi các bạn rồi. Và sẽ solo kill với cả bao nhiêu con đây. Đó chính là gian leader. Đây rồi, một con gian leader và một đống gian thường bạn nhớ đâu rồi. Gian thường đâu. Gian đâu rồi. Ô. À đây rồi. Để xem ai mới là người chiến thắng con ạ. À, Canada, Australia, California luôn. Đúng chưa? Team bạn kìa, phải nói là cực kết. Rồi, cho team bạn là một con cho team bạn thêm một con Ranger Town đấy. Khiên đẹp trai đấy, khiên này cực kỳ đẹp các bạn. Mình chưa thấy cái loại khiên này nhìn đẹp chứ cái khiên này con ạ. Nhưng không sao, kẻ địch cũng đã chấp nhận đấy lên đấy con ơi. Thế này, đòi solo kill. Vào đây đi, làm ơn. Mày đòi solo kill mày, headshot. Lâu hâm mày, headshot. Mẹ solo kill, úi giời ơi. Đúng rồi, ăn nhau đi, ăn cho một cuộc đời thăng hoa tuổi gì. Bạn tim bạn không có đủ tuổi đâu nhá. Đấy nhá, khiên dùng một đấy bạc. Ờ chết dở rồi, ra stone dùng một đấy bạc có vẻ khá là khỏe đấy các bạn nào. Với gọi là gian bot macaron này thì bạn tuổi gì nhá. Với gian bot macaron này thì gian tim bạn tuổi gì. Tuổi gì đòi ăn mì. Ok bạn ơi. Ô bạn cả. Holy moly shit. Oh shit. Here we go again. Lum. Ok quân ơi. Mày đòi solo kill. Vào đây. Ông chụp ao nhây. Con này ông chụp ao nhây. Ông chụp ao nhây này. Ai chà. Đúng là cái toàn tuổi gian dân bốt quân ơi. Ôi. Có lẽ là ai kêu cho lật kèo không. Làm sao mà đỡ được. Sao mà được kêu được. Lâu hôm mấy. Có giòn không. Chưa chắc đã giòn đâu. Giòn như này mà kêu không giòn. Có giòn không. Chắc là không giòn đâu. Ok quân ơi. Đã lúc thay đổi skin này bạn ơi. Thay đổi skin này thành skin giáo dung nha bạn. Rồi let it go. Let it go. Let it go, go. Oh, oh. Let it go. Let it go. Let it go. Oh, oh, oh. Ok bạn ơi. Mình biết mình sai chỗ nào rồi bạn ạ. Mình biết những cái này mình sai ở chỗ nào rồi bạn. Sai phải sửa các bạn. Ok bạn ơi, sai phải sửa sau quá nhá. Sửa gì sửa sau. Gì vậy? Vội vàng cuống lòng ngoan nhằng đấy rồi quá đây. Nào, sai sửa sau đây. Đấy lúc gọi là trời. Người ta gọi là gì nhỉ? Grip Zone Titan đấy, mình chưa. Đây là bản mod mình chưa trên bản mod của ai nhỉ? Quên mất rồi. Aduin lại không quên mất tên này quá đây. Không sao. Phải nói là cực ghét. Bạn là tú quá người yêu. Trần thủ nhìn em quay gón đi mãi. Anh đang chiến lắng trong mưa. Ô nó chưa tải hết à. Mình gớm nhanh quá bạn ơi. Thôi kệ đi. Team bạn thì sẽ là một con gian bot rồi. Và sẽ là một đống rồi. Sao biết thần Golden đi bạn. Mình mặc dù nó không liên quan mẹ gì đến Golden. Nhưng mà thôi kệ đi con ơi. Sao biết thần Golden. Let it go. Let it go. Ô sao dùng một đây ba này. Mình ngờ click kia. À
bọn nó là phe đối diện, và phe đối diện thì sao, thì nó ngược lại với trái ngược tư tưởng với nhau con ạ. Để xem ai là người chiến thắng đây. Thì với cô đây nào, gọi mới tới công chuyện rồi. Oh, headshot đó, lên solo kill được con ơi, đòi solo kill vào đây, vào đây đi là bon. Úi rồi, xem ai là người chiến thắng đây con ơi. Phải nói là hai bên đang bục nhau rất căng thẳng quan ạ. Vâng, hai team bạn đánh nhau khá là căng quan ạ. Phải nói là team bạn cực khỏe luôn kìa. Châu phết ơi. Ok quan ơi, Châu phết. À, rồi mới tới công chuyện rồi. Mới tới công cực đó. Ôi không, sao đẹp trai. Con người hơn nhau không phải cái học thức, cái văn hóa. Hơn nhỏ như phạt cân hai. Đeo huy chương cân hai con ơi. Con người hơn nhau không phải cái văn hóa, cái học thức. Hơn nhỏ như phạt cân hai. Ao nhau chơi tuổi gì ra solo kill luôn. Rồi, cầm huyết kiếm mà nhưng mặt nhìn lấy biết chất này bạn ấy. Nhìn con kim son này nhìn lấy biết chất này bạn. Mặt đòi solo kill. Khi thủ lĩnh này biến mất thì bọn kia cũng chờ bọn nhãi con này bạn này. Wow, Titan dạng to nhất, sức mạnh tối cường đi bạn. Rồi, Pikachu. Quá ghê gớm. Và đây là Florentino những lấy đam tiêu qua la lên tên ông bè nào mà. Ok, hôm nay chúng ta sẽ có một trận chiến test bạn. Liệu dàn bot bé đi một cấp đấy, dàn bot cấp 2 trừ 2 đấy, dàn bot cấp -2 thì có thể ăn được gọi là Gibson các bạn ơi. Ăn được Gibson thông thường nha. Rồi dàn, rồi ta quên dàn Litter rồi. Ok, what is that? No idea. Let it go. Sai rồi, rồi chúng mày tới công kiện rồi. Một gắn tốc độ tấn công đi. 1, 2, 3, 4 đấy. Con người hơn nhau không phải ở cái học thức, cái văn hóa. Hơn nhỏ như phạt cân hai. Đeo huy chương đại đế còn đây. Ai đừng chiến thắng đây. Liệu gọi là gian bot gọi là thu nhỏ hay là gọi là Gibson đây quạt. Ai kèo này khá là khó nhai đây quạt ơi, khá là không cân bằng cho gian bot thu nhỏ. Vâng, ai đừng chiến thắng đây. Liệu gian bot kích cỡ tuổi tin đấy trẻ trâu có thể ăn được Gibson kích cỡ trưởng thành không? Ôi rồi, mặc dù anh Gibson kích cỡ trưởng thành nhưng mà sao anh đập yếu vậy, anh đập 62 vậy, chết dở rồi. Vậy thì hảo hết tông ti họ hàng vậy rồi, nhục quá. Nó bé xuống tận 2 cấp rồi mà không ăn được thì thôi đấy, nhục quá là đáng tiếc bạn ạ. Nó bé xuống tận 2 cấp rồi nhá. Vậy mà nó không ăn được thì thôi mới lạ. Mà Canada, Australia, California luôn. Đòi solo kill mày. Đòi solo kill. Mày oh headshot. Lâu ham oh SOS. Nó cho hai con cùng 1, 2 đã thế thì mày cũng hai con cùng. Làm được gì? 1, 2 đấy, hai con kiếm. Sao đòi solo kill? Đòi solo kill. Cái này là do team bạn nhá. Không phải do team mình nhưng do team bạn chịu hồi trước quan ạ. Xem nào, ai là người chiến thắng đây? Phải nói là bên mình đánh nhau cứ cắt quan ạ. Vậy gọi mình tới công chuyện rồi. Hiệp quay. Hiệp quá không ổn rồi. Gian bot đã bị đánh lén và pha rất là đau đớn con ạ. Team bạn chờ thêm một con à? Ok. Ok fine. Ok. Oh, hello. Hello. À và ok. Thằng này sắp đóng nó bị đóng cả cái kiếm ở đâu này à? Mà Canada, Australia, California đấy nhỉ. Ok, bây giờ mình sẽ lên đây mình bắn thủng. Ơi chết rồi, giờ chưa kịp con ạ. Mình đang định bảo mình lên cấp 4 rồi. Đúng là bé hơn, thật bé hơn là yếu hơn. Không sao, nắp cạc khác chúng ta mình sẽ thử bắn. Super siêu nhanh bạn ạ. Thần đồng super, ông hoàng super. Không được để gian bot hẹo, không bỏ được gian bot hẹo rồi, xong luôn. Mình tự hỏi là bây giờ mình bắn hẹo một con bằng cái kiếm này thì liệu nó có hẹo bằng kiểu đấy không bạn? Mà thằng xe con này. Mà tới công chuyện rồi, mày dám đùa với anh em cung đẹp trai nhà anh á. Rồi. Mày xong rồi. Ui giời ơi. Ôi giời ơi, không quá đâu nhá. Không quá đâu. Đấy, là con ơi. Thì mình kích cỡ bình thường thôi, đó, chạy về con ạ. Đấy, chạy về thôi. Cái gì phải căng con nhỉ rồi, đã đến lúc. Đây, bắn cho con kia. Peo. Có đam à? 2
ảo ma vậy, bắn không có làm việc mà. Xấu lắm kìa, ông đem cắn làm sợ. Nói đi ông đem cắn làm sợ, giờ lấy đến đấy một huyền thoại mà. Ông đem cắn làm sợ. Ngày xưa mình toàn nhảy ông đem cắn làm sợ đấy các bạn. Cậu thấy nó hay ấy. Cứ đặt lấy mẹ ông em cắn làm xài. Ông em cắn làm xài. Hồi đấy mẹ hay vai đây. Hồi đấy chỉ có mỗi cái nhạc đấy là thấy hay nhất. Còn ở đấy bây giờ bắt quái là cái kiếm này đâm vào đầu bọn này. Nó là ảo Canada, Australia, California này. Tụi mày dám đấy bắt nạt bé răn bót tim anh thì tụi mày phải trả giá. Nhưng mà không sao con ơi. Như vậy là bé hơn thì là yếu hơn. Vậy thì bây giờ bé hơn, kỹ năng vô tốc đánh tăng lên, nhưng do mình điều khiển thì sao? Xem nào, liệu dàn bot gọi là dàn bot siêu bé cute form hay cái hạt le này liệu có thể gọi là ăn được cục lại ca kiếp son. Nhưng mà do nhân vật chính, nhân vật chính điều khiển là luôn như thắng bằng hàng kia nhân vật chính. Ok, bữa nay đây xem. What is that? Ảo mắc Canada, Australia, mình thử ác sẽ không biết. Ảo mắc Canada, Australia, California, con này ảo chết đây. Chưa gặp trường hợp nào như này chứ phải tôi đấm cho mấy phát đấy các bạn, ảo quá. Ok con ơi, chúng ta sẽ có một kèo solo giữa gọi là dàn bot ma cà rồng và kíp giòn gọi là ác quỷ. Ôi hai con kíp giòn ác quỷ đã thế thì mày cũng chửi tao kíp giòn ác quỷ luôn, sợ gì. Đây kíp giòn ác quỷ, đây kíp giòn ác quỷ do mình điều khiển các bạn nhá. Đã thế chống lại đồng loại luôn. Giời ơi, đây mình tạm thời điều khiển con này, chờ con kia nó lên các bạn ạ. Này đòi solo kill đấy, em chưa nhỏ nhưng mà anh có vỏ ấy nha, đừng có đùa. Ôi giời, một dẫm thì cứ phải gọi là hết chấm rồi này. Này rồi đòi ăn này nhá, không có dễ đâu, không quá đâu nhá, không quá đâu. Con xem nào. Này thì đòi ăn team anh này, đòi ăn những người đồng đội hảo hán coi nhá. Wow, nếp cảm khách chút nhàng, cú tia quạt, mình đội hình cú tia này phô mai coi ác bạn. Ok, con này, không ngọn rồi, đã đến lúc chúng ta phải chịu thật là ra thật nhiều nhiều ấy thôi con ơi. Nào, đâm. Vâng, đội hình cú tia phô mai coi à. Nào, tuy tao yếu nhưng em tấn đông. Let it go, let it go. Gọi, mới tới công chuyện rồi. Tuy anh yếu nhưng anh yêu anh đông. Anh em, lên. Đâm. Vâng, đội hình này cực kỳ là cú tia phô mai coi hạt le các bạn ạ. Này, gọi. Mới tứ nhưng mới to sát mà nha. Wow, đấy, đông như thế này ăn làm sao được. Sao mà ăn được. Lâu hầm mấy hết thọt. Ôi không, những người anh em hảo hán của tôi. Ôi không, từng người cùng ga số 1 rồi. Không sao, binh đoàn cung tép phô mai que làm được mà. Binh đoàn cung tép phô mai que sẽ làm được rồi. Đại đế đã làm được rồi. Đại đế, ui dồi, đòi solo kill. Ui dồi, tuổi nhá, hơi non. Nó như cướp xe này, hơi non con nhưng mà cần quá nhiều con. Căn bản là vì quá bé con ạ. Thế nên anh em nhá, anh em bé là thằng nào to anh em, bình thường to hơn anh em một tí thì đấm được, nhưng mà là thằng nào to hơn anh em cơ mấy chục lần, mấy trăm lần thì thôi, đừng có động vào nó nhá, nó lại đấm cho veo mồm đấy các bạn, đừng có đùa. Rồi, và đây là binh đoàn Kip John. Ơi, mình không thể hóa cả binh đoàn kiếp, mình không biết là mình có thể hóa cả binh đoàn kiếp do này siêu bé cute phô mai que không bạn nhỉ. Rồi, để trẻ con sông pha quặn đấy, người ta gọi là để trẻ con sông pha tìm đường cứu nước, bước chân dồn vàng trên đường hành kỳ lang. Ok con ơi, có bố mẹ đi sau hậu thuẫn cho nhá, nhưng mà có vẻ là không ăn thua lắm bạn. Ok con ơi, không sao. Đây rồi, rồi đây rồi. Chúng ta sẽ phải có một trận solo quyết đấu giữa binh đoàn gọi là Minion, cái gì nhỉ? Người ta gọi là Minion Gibson. Đấy, sẽ solo kill với cả một con dàn bot. Liệu dàn bot có thể thắng được lũ trẻ trâu Gibson không? Cái con này khá là chắc là không giòn đâu. Bạn ơi xem nào. Xem nhá, quán nhá. Ui, một dâm thôi. Mới một dâm thôi. Một bầy gọi là dàn Gibson. Đã phải gọi là Gibson cu tè phần mẹ quê không? Liệu một binh đoàn anh em tuy nhiều nhưng
làm tốt lắm, tôi quên mất mình làm hơi mất công cho con trai boss một tí. Chả nhẽ con trai boss lại bảo công bằng ở đâu, công bằng ở đâu thì lại khổ quá con ơi đấy. Bình thường nhá, bình thường vẫn ăn được quả nhá. Oh shit, không có con trai boss đây. Chắc phải bố mẹ của nó phải xuất trận đây con ơi, bố mẹ của nó phải xuất trận đây. Bố mẹ nó đây lớn to lên một tí con ạ, đòi solo cứu mày, đòi solo cứu mày. Đấy, lúc bố mẹ nó xuất hiện rồi, mày dám đánh con anh mày, mày đánh con anh mày, mày đòi anh á, đánh mà không trả tiền á, này đánh mà không trả tiền này, chưa hiểu nhưng mà đắt trụ quá rồi. Nhưng mà thôi, chắc cái clip mình như này kết thúc các bạn, nếu còn ai chừng một like cho kính nha. Thôi, tạm biệt tất cả các bạn, bye bye.